Bạn gì ơi, bạn quên đồ này. À, cảm ơn bạn nha. Bạn học sinh mới chuyển tới hả? Sao bạn biết? Vì nếu là học sinh ở trường này thì ai cũng biết tôi là Nguyễn Minh Đức, nam thần của lớp 11A1 hết. Bạn có tin rằng cuộc đời của mỗi chúng ta đều là những sự lựa chọn không? Có những sự lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng có những sự lựa chọn sai lầm. Và sự lựa chọn lần này của tôi có lẽ là... Vân Nan, một học sinh mới chuyển trường vào giữa học kỳ. Một ngôi trường mới chắc chắn phải có rất nhiều điều mới mẻ thú vị đang chờ đón tôi đây. Ủa, hello, bạn là người mới đúng không? Ê, khoan, trước khi mà bà đặt mông ngồi xuống ghế này thì tôi phải xem coi là mệnh của bạn có hợp với cái lớp này không đã. Bà chọn lá đi, chọn lá này đó. Nhỏ này là Sophie, người bạn thân nhất của tôi. Nó là một cái đứa đam mê bói toán chính hiệu. Tuy cái miệng nó hơi tía lia, nhưng mà nhờ nó mà tôi dễ dàng hòa nhập với nơi đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có 2 năm cấp 3 êm đềm ở đây, cho đến khi... Nhiều lúc cũng ngưỡng mộ ba mẹ mình ghê. Sao có thể sinh ra một người toàn diện giống như mình chứ. Mà cũng tiếc cho mày ghê. Đẹp vậy mà chưa có bồ. Uổng phí. Bạn gì ơi, bạn quên đồ này. À, cảm ơn bạn nha. Bạn học sinh mới chuyển tới hả? Sao bạn biết? Vì nếu là học sinh ở trường này thì ai cũng biết tôi là Nguyễn Minh Đức, nam thần của lớp 11A1 hết. Ồ, còn bạn? Bạn tên gì? Học lớp nào? Tôi là Văn An, lớp 11A2. Gì kế lớp tôi luôn rồi. Nếu như biết trước điều này xảy ra, không thể giúp cậu ta rồi. Dương An ơi, Dương An, Dương An, Dương An. Dừng ăn, dừng ăn.
Trời đất ơi, Minh Đức kìa. Bà này. Tôi nói vậy mà bà cũng tin nữa hả? Minh Đức của bà hôm nay đi thi học sinh giỏi rồi, không có đây đâu. Nói nghe, tôi thấy ổng cũng tốn nhiều công sức như vậy để chịu đại đứ. Không đời nào. Thôi được rồi. Bà, chọn một lá đi. Một lá ẩn phụ. Cái lá này nói là bà có một kiếp nạn, nhưng mà bà sẽ tự giải quyết được kiếp nạn này thôi. Vậy khi nào tôi mới giải quyết được? Mà tôi giải quyết bằng cách nào? Thời gian chính xác thì tôi không có biết được, nhưng mà chắc cũng sớm. Bà tự giải quyết được kiếp nạn này, nhưng mà phải nhớ thận trọng với tất cả những quyết định của mình. Bà nói thế nào ấy, như kiểu biết trước được tương lai. Tôi chả tin. Được rồi, bà cứ chờ xem. Ở cái trường này còn ai đáng sợ hơn Minh Đức không chứ? Yes, chắc chắn là có. Đâu đâu đâu, bà thấy cái đám bánh mèo màu mèo hóa đá hẹ kia không? Cái con nhỏ đứng đầu, cài băng đôn trắng. Nhỏ đó tên là Anh Thương, lớp 11A3. Con gái ngủ có một tập đoàn giàu có. Ba má của nó hay tài trợ tiền với trường lắm, nên là thầy cô rất là yêu quý. Và học sinh trong trường luôn, không có ai mà dám đụng của nó. Có sao đâu, vậy của anh Thư á rẻ lắm, có chục triệu à. Bà đưa đây rồi tụi này bỏ qua cho. Tội nghiệp cho cô gái đó. Tôi xin lỗi thôi cô ý. Thôi đi đi. Xin lỗi. Ủa sao mà bỏ qua cho nó dễ vậy hả? Ồ, khi nào ổng đi học lại vậy? Ngày mai. Ừ. Ông nào vậy? Theo tôi đoán không lầm á, thì tụi nó đang nhắc tới một tên rất là cộm cán trong trường này. Đó là đầu gối của cái trường, là một người luôn dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề. Ổng rất là ghê đó nha. Thời gian của ổng ngồi trên phòng giám thị còn nhiều hơn là thời gian ngồi trong lớp nữa. Gì ghê vậy? Chưa hết đâu nha. Hồi tuần trước ổng mới đánh gãy mũ một anh khác lên, mới bị đình chỉ học một tuần rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, ổng là một người siêu cấp đẹp trai, nhìn rất là ngầu luôn á. Nên là rất là nhiều nữ sinh trong trường thích ổng. Có điều á là tôi thấy ổng chưa ưng ai hết trơn. Thế bà có mê ổng không? Làm ơn. Tôi lạy bà, hay để tôi sống yên ổn trong cái trường này đi. Mà tôi nói bà rồi đó nha, nếu mà muốn sống bình yên trong cái trường này thì tốt nhất là đừng có đụng cái hai người đó. Đụng tôi thì được. Bà này. Trời ơi, lại trễ học nữa rồi. Vậy mà nhỏ Sophie nói là sẽ gọi mình dậy đi cùng. Xin lỗi bạn. Này, ngày gì mà xui quá trời. Ê, hôm nay ổng có tới không vậy? Ông nào? Thì nam thần Minh Đức của bà chứ ai? Tôi không biết. Tôi xin bà làm ơn đừng nhắc tới cái tên Minh Đức trước mặt tôi có được không? Tôi nói rồi, bà sẽ không thoát khỏi cái kiếp nạn này đâu. Hay là bây giờ mà chịu đại đi. Tôi thấy nha, ổng cũng đẹp trai nè, nhà giàu nè, học giỏi,
có điều là hơi thụ một xíu. Bà chịu em đi, chỉ phải làm bài tập. Bà giết tôi đi. Nói thiệt luôn á, chứ bây giờ chẳng lẽ bà cứ chạy trốn hoài hả? Nhưng mà nếu mà bà muốn cắt cái đuôi này hoàn toàn á, thì tôi không cắt. Cắt gì? Thì bà có bạn trai đi. Huề vốn. Bà ấy cứ làm như bạn trai là bánh, đâu phải muốn có là có đâu. Chạy trốn nam thần nữa hả? Chuyến này đi chắc là lành ít dữ nhiều. Cố ý đâu, tôi xin lỗi bạn nha. Không có sao đâu bạn. Minh Đức, sao ông lại ở đây? Tôi tưởng lớp ông ở bên kia cơ mà. Tôi mà đợi An ở bên kia thì có đợi tới hóa đá cũng không thấy An đâu nữa. Nên lần này tôi quyết định đợi An ở đây nè. Ai ngồi gặp thiệt. An có biết người ta nói đó là cái gì không? Là duyên phận đó. À, đúng rồi. An nhận quà của tôi nha. Trong này á là chiếc vòng tay đôi mà người ta nói ai mà đeo chiếc vòng này sẽ mãi mãi không xa rời. Rồi chuyện tình của tụi mình sẽ được lưu truyền trong sử sách, để cái thế hệ học sinh trong trường ai cũng ngưỡng mộ. Đúng không An? Và đây là những rắc rối đầu tiên dẫn đến sự quyết định dại dột của tôi sau này. An, nhìn gì đó vậy? An đồng ý là bạn gái tôi nha. An đồng ý là bạn gái tôi nha. U là trời, cứu tôi với. Hà Nội, suy nghĩ nào. Mày biết ngày nay thế nào cũng tối, sao mà không chuẩn bị trước để đối phó hả trời. Ok, không sao. Còn nước còn tát, bình tĩnh suy nghĩ nào. Cách hiệu quả nhất để từ chối lời tỏ tình là gì? Là gì? Là gì? Là tôi có bạn trai rồi. Nên tôi không thể nào nhận tình cảm của ông được. Không đúng. Anh mới chuyển tới đây thì làm sao có bạn trai được. Đây. Đây là bạn trai của tôi. Cái thằng này. Cái tên này là bạn trai của anh hả? Là Nam Khánh. Nam Khánh là bạn trai của anh. Đúng rồi. Anh đừng có giỡn. Nam Khánh là bạn trai của anh thiệt hả? Đúng. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Sophie nói đúng thiệt. Cuối cùng thì mình cũng đã tự giải quyết được vấn đề này rồi. Hậu, giật cả mình cái bà này. Ơ, tôi tưởng bà về trước rồi. Không, hôm nay bàn mình trực nhật, còn bà thì lo đi chạy trốn nam thần, nên là tôi phải nai cái lưng ra để dọn đó. Thôi, tôi quên, cho tôi xin lỗi. Hay là bây giờ tôi khao bà một chầu cá viên chiên để tạ lỗi, có được không? Vậy còn được. Đi. Nhăng 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 nhăng.
Thôi, đi đi bà ơi, tụi mình đừng có dây vô cái đám côn đồ. Nè bà, dạo này khu phố của mình có tên biến thái chuyên đi chụp hình lén nữ sinh, nên là bà phải cẩn thận đó nha. Một lá ẩn phụ, cái lá này nói là bà có một kiếp nạn, nhưng mà bà sẽ tự giải quyết được kiếp nạn này thôi. Ê Sophie, bà có đem bài không? Có. Bà coi cho tôi một quẻ được không? Hôm bữa có người nói là không tin là ta. Thì bây giờ tin nè, mà coi cho tôi đi. Rồi, đợi tôi xíu. Rồi, bây giờ bà chọn 3 lá đi. The Tower. Lá bài này nói là sắp tới bà sẽ gặp một tai ương. Một phần là do bà, mà một phần cũng là do vũ trụ sắp đặt. Bà sẽ không thể nào tự giải quyết, hoặc là cũng không thể nào tránh khỏi được. Chết rồi, vậy giờ tôi phải làm sao hả bà? Đợi tôi xíu. Ê, khoan khoan nha, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tôi thấy có một hướng sáng, một hướng sáng le lói ở cuối đường hầm. Bà sẽ có thần hộ mệnh đi theo và bảo vệ, vượt qua khỏi mọi tai ương. Chị ghê vậy ạ? Mà thần hộ mệnh đó là ai? Ở đây tôi đâu quen ai ngoài bà đâu. Mà có khi nào là người đó không ta? Người nào vậy? Ơ, tôi chưa kể cho bà hả? Chưa. Hôm trước lúc tôi đi nhập học á, khi mua đồ thì tôi bị xe đụng. Có một bạn nam giúp đỡ tôi, xong còn chở tôi về nhà nữa. Bạn nam đẹp trai không vậy? Xui là lúc đó tôi bị rớt mắt kính nên đâu biết là ai đâu. Nhưng mà cũng kỳ lạ lắm nha, cái bạn nam đó tôi không cần chỉ đường mà biết nhà tôi. Xong rồi khi mà tôi hỏi đây là gì thì lại bảo khi nào có dịp sẽ nói. Có khi nào là người quen của bà mà bà không nhận ra không? Thì tôi có sống ở đây lúc nhỏ, nhưng mà cũng 10 năm rồi, ai mà nhận ra tôi chứ. Thôi mà kệ đi, chắc không phải đâu. Biết không chừng thần hộ mệnh của tôi lại là bà đó nha. Chắc là vậy đó. Thôi được rồi tiểu muội à, hãy để huynh đây bảo vệ cho muội. Thôi ăn đi, mồ hôi chảy hết bây giờ. Mình phải lưu lại tấm hình kỷ niệm mới được. Ây, thoải mái quá. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi Minh Đức. Thế là từ nay Vân An sẽ không gặp ác mộng nữa rồi. The Tower. Lá bài này nói là sắp tới mà sẽ gặp một tai ương. Tôi thấy có một hướng sáng, một hướng sáng le lói ở cuối đường hầm. Bà sẽ có thần hộ mệnh đi theo và bảo vệ, vượt qua khỏi mọi tai ương. Tai ương mình sẽ gặp là gì nhỉ? Mà thần hộ mệnh của mình là ai? Alo. Alo. Duyên An hả?
hồi chiều tôi quên hỏi, sao rồi, bà có chạm mặt nam thần không? Có. Rồi mà nhận lời chưa? Không những không nhận lời mà tôi còn cắt được cái đuôi Minh Đức cơ. Từ giờ con Lan sẽ được tự do. Trời đất ơi, sao hay vậy? Cái gì? Bà nói Nam Khánh là bạn trai của bà. Ừ, đúng rồi. Trời đất ơi, bà có nhớ cái tên Trùm Trường mà hôm bữa tôi kể với bà không? Nhớ, thì sao? Là Nam Khánh đó. Alo. Nó là đồng đó của cái trường. Một người dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề. Tôi có bạn sai rồi. Nam Khánh là bạn trai của anh thiệt hả? Đúng. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Nam Khánh là bạn trai của tôi. Alo. 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 Bây giờ Nam Khánh mà biết bà giả mạo làm bạn gái của ổng thì thế nào? Ổng có thể bẻ cổ bà. Ok Vân à, ok, không được sợ. Không được run. Không được sợ, không được run, không sao hết á. Chuyện này chỉ có Sophie với Minh Đức biết. Tôi nghĩ thì không nói rồi. Minh Đức chắc cũng không nói đâu. Không ai biết đâu. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng mà nào ngờ đâu kiếp nạn thực sự chỉ mới bắt đầu. Sophie nói đúng, vũ trụ lại đem đến tai ương cho tôi rồi. Bà làm gì mà kéo tôi chạy như ma đuổi vậy? Ủa, chứ bà không biết chuyện gì hả? Thì cái chuyện mà bà tự nhận là bạn gái của Nam Khánh á, loay hết cái trường này rồi. Hả? Ủa, sao lại có chuyện đó xảy ra? Chẳng lẽ Minh Đức... Không, thiệt ra là có người thấy hai người nói chuyện, xong rồi cái đăng tin lên group trường, cái ai cũng biết hết trường. Chết tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tôi giả bệnh, tôi nghỉ học đúng không? Khủng quá, rồi bà tính nghỉ học hết nguyên năm hay gì? Nấu rồi thấy chưa, sớm muộn gì quả báo cũng tới với bà thôi mà. Quả báo tới liền ha. Mày là Dân An đúng không? Đúng. Nghe nói mày tự xưng là bạn gái của Nam Khánh hả? Không, tôi không có nói như vậy. Tôi chỉ nói Nam Khánh là bạn trai của tôi thôi. Khủng quá. Cái con này mày giấu mặt với tao hả? Mày coi nó kìa. Mày chỉ là đồ nhát gan thôi hả? Mày biết không, cả cái trường này người xứng đôi với Nam Khánh chỉ có anh Thư thôi à. Mày nghĩ mày là ai hả? Tôi nói nghe nè, mọi người thông cảm ha. Dân An mới chuyển tới trường có 1 tuần à, nên là nói năng hơi linh tinh. Thông cảm. Ồ, bạn mới chuyển tới trường này hả? Bạn gái tự phong của Nam Khánh ha. Chiều cao thì không có gì nổi bật, nhan sắc thì lại bình thường. Không biết bạn lấy tự tin đâu ra để nói như vậy ha. Tôi... Bạn gái của tôi thì không được quyền tự tin hả? Cậu là bạn gái của tôi,